Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay thì chắc mình sẽ cho các bạn coi cái bộ Yu-Gi-Oh collection của mình. Thì ngoài Yu-Gi-Oh ra thì cũng sẽ có một số cái thứ nó không liên quan đến Yu-Gi-Oh cho lắm. Thì thôi bây giờ mình sẽ cùng mình với anh em mình sẽ cùng xem coi là bộ sưu tập Yu-Gi-Oh của mình sẽ có những cái con nhỉ? Những cái con nào nha. Trick. Các bạn cũng thấy là trên trước mặt các bạn đây hiện tại là một số những cái món mà mình đã sưu tầm với là trưng được cái thứ. Thì bây giờ thì lên đèn cái. Đấy, khác liền. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ trái qua phải cho các bạn coi coi mình có những con Yu-Gi-Oh nào nha. Ok, let's see. Đầu tiên các bạn có thể thấy đây là con đại bàng vàng của Shihazu. Đây, cho mấy bạn xem. Cái con này á thì hình như nó là tiến hóa rồi các bạn. Cái con level 1 với con này như level 2 rồi sao ấy. Ở trong phim thì level 1 các bạn thấy cái hình dạng của con đấy rồi á. Thì nó sẽ có cái hình con đại bàng như thế này luôn. Còn cái này như là phần, như cái này là cái lúc mà nó lên rồi, lên level rồi. Nhưng mà nói chung cũng rất là đẹp. Đây là Shihazu nha. Cute full my way luôn. Cái con này mình vẫn còn giữ siêu nè. Mà dù mua rất là lâu rồi. Đấy. Kế tiếp thì là đây là Kendama. Thì Kendama chắc mấy bạn biết cái trò này rồi. Thì cái món mình không biết mấy bạn sao, nhưng mà mình á biết đến cái trò Kendama này là trong Doraemon các bạn. Cái món đồ chơi này đã từng xuất hiện trong Doraemon ở cái tập phim Nobita và Doraemon trong Vương quốc chó mèo á. Thì đây là món đồ chơi của Nobita mà tặng cho Hachi đi chơi á, con chó đó. Đấy. Thì nói chung là mình biết tới cái một cái trò chơi này thông qua cái Doraemon. Ở dưới nó sẽ có một cái cục Rubik này mà để đệm thôi. Chứ để bình thường thì nó cũng ấy lắm. Là nó kì la. Tiếp theo thì các bạn có thấy đấy, để ở đây sẽ có một cái visit nè. The Under Team Yo Việt Nam và Sadar Under Team Yo Việt Nam nhá. Thì ở đây mấy bạn có thể thấy đây là con rồng cuồng nộ của Mina. Cái con này nó có cái hấp stack nè, các bạn chơi rất chơi kiểu mình tập figure spin cái thứ cầm kéo rồi thì nó xoay trên ngón tay cũng hơi bị thú vị nha. Đây là rồng cuồng nộ của Mina, đây là nhân vật Mina nè các bạn trong tuyệt đỉnh Yu-Gi-Oh á. Đấy. Con này khá là đẹp nha. Vẫn giữ siêu luôn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy có một con nữa, đây là con mãng xà linh thần. Oh my god man. Đây là con mãng xà linh thần nha các bạn. Đây là một con Yu-Gi-Oh kim loại. Hẳn hoi luôn, cái shape của nó nè. Mình đã từng test con này rồi, con này thực chất là khá là ngon, nó rất là ngon luôn. Đầm, êm, nhẹ. Nói chung là that's good. Đây cái pose của nó thì bao đẹp rồi. Đấy cái shape của nó các bạn thấy không? Quay lại cho các bạn coi. Đây là nhân vật CN nha. Cyan hay CN gì á, mình quên tên bà nó rồi. Lâu lắm rồi không coi lại cũng quên. Đấy cũng trong tuyệt đỉnh Yu-Gi-Oh luôn, Legend Team 5. Ok la. Ok, hai con này xong rồi thì chúng ta sẽ đến ở dưới đây. Cái này là xuyên nha các bạn, dây Yu-Gi-Oh. Thì ở đây mình có hai loại. Đây là loại dây Yu-Gi-Oh thường thôi. Hàng tàu, bình thường thôi nha các bạn. Đấy. Thì một loại nữa, và đây là cái loại mình hay dùng và cũng như là đang sử dụng cái loại xuyên này để tập luyện, đó là 84 xuyên. Thì loại dây này là loại dây tốt, là dây dành cho các bạn chơi chuyên nghiệp. Thì nếu như các bạn có muốn sở hữu một bát xuyên như thế này để tập vô chuyên nghiệp, để tập vô nâng cao cũng như chuyên nghiệp, thì mình sẽ để link ở dưới cái phần description nha các bạn. Thì đây là 84 xuyên, và đặc biệt là dây này thơm lắm, quá thơm. Ok là rồi. Ở đây kế bên thì đây, ai mà coi đấu trường Yu-Gi-Oh rồi cũng sẽ biết cái nhân vật, cái con Yu-Gi-Oh này. Đây là con rồng vàng của Quân. Đấy, trong đấu trường Yu-Gi-Oh phần người luôn nha các bạn. Cái phần 1 á. Đúng rồi, phần 1. Hồi xưa mình có con này mua khá là lâu rồi, mua từ lúc mình còn bé mà mình vẫn giữ cái giờ. Thì chơi riết mà mấy bạn biết cái phần cái nó bị chóc sơn nè, nên là nó mất luôn cái nhân vật này luôn. Nên bây giờ mình để đây chủ yếu để giữ kiểu trưng bày kỷ niệm là chính thôi. Còn đây là cái hộp Retro Paro nè của 84 String nha. Đấy.
84 string. Hợp này cũng khá là lâu. Ok la. Rồi, đây là hai nhân vật trong One Piece của chúng ta, đó là Luffy và Nami. Rồi tên ấn tượng nó nhìn cái gì ta? Đấy, Luffy và Nami. Ok, và đây là Naruto và Hinata. Trời, nói thì tôi không biết đấy. Hồi đó mình đi coi rạp á, có một cái phần Naruto chiếu rạp, mình cực kỳ mê cái cặp này luôn nha. Bởi sau đó lên là tậu luôn nè. Tranh thủ vãi. Rồi ở đây sẽ có một con Yuzo nữa. Đây là con cũng biết con gì, cũng khá lâu rồi, có hashtag đàng hoàng. Cũng biết con gì, nó con này cũng khá lâu rồi, không biết tên. Nên là con Yuzo không tên nữa bạn. Với mình này con này cũng chơi khá là fun đấy. Từ hồi bé này, vẫn còn giữ. Đấy. Rồi, đây là cái đống swing mình đang chơi nè. 84 swing luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Đây. Tuy nhiên đây là con Yuzo giá trị nhất. Với mình hiện tại thì đây là con S-Bin bản 4. Thì đây là con Yuzo mình dùng để tập những trick Yuzo nâng cao cũng như là tập chuyên nghiệp luôn. Đây là S-Bin nha các bạn, cho các bạn coi nè. Đấy, cái vòng ring của nó đẹp chưa? Đấy, khoái liền. Con này thì nếu mà các bạn có theo dõi kênh mình thì các bạn sẽ biết con này xuất hiện khá là nhiều trong những cái video của mình, khi mà mình làm clip Yuzo cho các bạn coi á. Thì đây, đây là bearing của nó này. Shape của nó khá là ngon nha, con này chơi speed rất cực kỳ ngon luôn. Đẩy speed cực kỳ ngon. Với cái style của mình thì mình chơi speed không à, nên là con này mình khá là thích, với lại nó màu đen nữa. Nhìn sang, sang xịn mịn luôn. Rồi, con tiếp theo. Đây là một con Yuzo plastic của hãng Yuzo Factory, Yuzo nhựa nha các bạn. Thì con này mình cũng rất là thích. Thì nếu mà mình cũng đã có một clip review về con này rồi, thì ai mà chơi con Quest của Yuzo Factory á, thì khi mà chơi qua con này cảm giác nó khá, nó là một cái phạm trù khác nha các bạn. Mặc dù cái con này cái hình dáng ở bên ngoài của nó nhìn khá là giống con Quest, nhưng mà chơi cảm giác nó sẽ khác nha. Mình chơi mình cảm thấy nó hơi hao hao, con replay nó cũng kiểu nó đầm đầm vậy, nhưng mà nói chung nó cũng vẫn có mang một cái sự khác biệt hẳn của Atom luôn. Nói chung Atom rất là ngon, Atom Smasher nha. Nói chung cái màu của nó mình cũng rất là thích này. Xám lớp đen đẹp. Nói chung mà đẹp là được, đẹp có quyền nha, đẹp là được. Ok, còn kế bên tiếp theo, đây là con Color Search 5, là Color Search V á. Thì đây là con Color Search của Tobio. Thì cái con này á, thì mình cũng, cái con này thì nó khá là nhỏ, nhưng mà đủ cái shape, mình rất là thích cái shape của nó nha. Và cái màu của nó nữa, nó là màu phối giữa hồng với lại cam. Để các bạn coi nè. Khi mà xoay á, khi mà các bạn ném con Yuzo xoay thì nó sẽ tạo ra cái màu hồng. Nói chung là chơi con này khá là thích, rất là thích luôn. Đến bây giờ mình chơi con này khá là nhiều, nhưng mà nó hơi chạy chút xíu. Vết tích cuộc đời của nó đó bạn. Rồi ở đây có một cái trái trứng nè. Các bạn biết cái gì không? Các bạn nhìn các bạn có tưởng trứng khủng long nhưng mà không nha. Các bạn mở nó ra thì nó là một cái cái từ hơi cứng rồi má. Thì bên trong nó là cả một bầu trời tuổi thơ của mình đó bạn. Đây là những con Pokemon mình đã từng săn từ hồi mình học cấp 3, học lớp 3. 2000 con mà mình giữ một đống vậy luôn nè. Hồi xưa còn nhiều lắm, mà giờ giữ được còn có nhiêu đây à. Hồi xưa nhiều lắm, như mất hết rồi, nổ hết cả ruột. Đấy, giữ được còn nhiêu đó thôi. Nó cũng còn chút vết tích cuộc đời đó các bạn. Rồi, qua đây. Đây là, các bạn thấy hãng này không? Đây là hãng version Yuzo. Nhưng mà cái hộp là hộp version, nhưng mà cái con Yuzo ở trong là lại là con accelerator của C3 các bạn. Các bạn thấy nó tàu lao ghê không? Bây giờ mình khui ra cho các bạn coi. Rồi, đây thì Pikachu đó. Rồi, tiếp theo.
đây là cứ gọi là Lego nha, cứ gọi là Lego đi ha, chứ nó cũng phải Lego các bạn. Nó là kiểu hàng thường thôi, kiểu mua trưng trang trí là chủ yếu. Thì nó cũng kiểu của, nó cũng là nhân vật thì nó cũng Ninjago đó. Đây nè, cho bạn coi. Nói chung mình thì nói chung đẹp là chủ yếu thôi chứ. Ráp xong để chả chơi mấy. Đấy. Oops. Đấy. Hồi xưa hồi nhỏ mình có chơi mấy con Ninjago nhưng mà mất hết rồi. Má, hồi nhỏ sao ấy, nó cứ làm sao ấy. Đấy, cho bạn coi. Rồi, qua tiếp theo. Ở đây thì sẽ có một cái đây là con video icon Facebook lè lưỡi. Đấy, icon mặt cười. Lè đó. Con này thì mình đi nhà sách mình thấy mình nó có 24 mặt luôn nha các bạn, chứ không có riêng cái mặt này không, nó có nhiều mặt nữa. Nhưng mà mình thấy cái mặt này nó khá là kiểu nhìn nó láo láo hay sao. Nhìn nên mua thôi. Rồi tiếp theo thì đây là cặp lúp Infinity, đây là cặp 2A của mình. Đây, hiện tại mình vẫn dùng nha. Đây là lúp Infinity. Đây. Ok, tiếp theo đây là bé Minion. Mấy bạn có coi Minion ở bản chiếu rạp chưa? Coi rồi thì spoil cho mình nghe nha, chứ mình cũng chưa coi. Đây là con F3X của Yu-Gi-Oh Formula. Đây là dòng Yu-Gi-Oh 4A nha mấy bạn. Nó khá là bự. Đấy, con này chơi khá là ngon nha. Mình có một cái clip mình chơi vô con này rồi, mấy bạn có thể xem trên channel của mình nha. Ok, ở trong cái hộp này mấy bạn có thấy không, sẽ có 3 con Yu-Gi-Oh. Thì đây là cặp Yu-Win. Cặp Yu-Win nha. Đây là con, cho các bạn coi con này. Con này, con này là Yu-CA luôn nha các bạn. Nó là Yu-CA luôn nha. Nó là một hãng Yu-Gi-Oh kiểu Yu chợ búa. Con này thì mình mua lại của một bạn của mình. Cái thời điểm mình chơi con này, con này thực sự rất là ngon. Đây là cái con Yu-Gi-Oh kim loại đầu tiên mình sở hữu luôn nha các bạn. Cái lúc mà mình có con này nè. Mày cái vòng lim này là mod rồi. Bây giờ nó gỉ nè. Thấy không? Nói chung là khá là đẹp, để lại thôi. Rồi ở đây thì mình có cái kính touch light. Đấy. Đây là hai con khủng long Lego thôi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô cái tủ ở trong các bạn coi coi nó có cái gì nha. Đây nha. Đây là con accelerator của C3 Yu-Gi. Con này thì hồi xưa mình được một người anh trong team Yu-Gi Vũng Tàu của mình tặng. Thì mình rất là sa đao cho anh ấy luôn. Rất là đẹp mấy bạn. Con này khá là lâu lắm rồi đó. Cái bản này khá là lâu rồi. Cầm khá là kiểu chắc tay lắm nha bạn. Con này các bạn chơi style các thứ cực kỳ ngon với con nghẹt này. Nhưng mà bây giờ bearing của nó có vấn đề rồi, nên là chân là chủ yếu thôi. Nó cũng ren cũng hư rồi. Bạn thấy đẹp không? Màu làm tinh tế không? Ok. Cái tủ trong này thì các bạn có thể thấy là mình để Pokemon cái thứ thôi chứ không gì. Đấy, mấy cái nhân vật Pokemon mà hồi nhỏ mình mua. Đấy, Astro Boy này. Rồi, ở trên đây thì một con robot. Một chiếc xe điều khiển thôi. À đây, ở đây có một cái trò. Trò này là cái trò ảo thuật này hay lắm các bạn. Đây là trò vợt bắt su. Các bạn biết trò này chưa? Đây để tôi diễn cho các bạn coi nè. Cái trò vợ bắt su này chơi cực hay nha mấy bạn. Các bạn thấy ở đây không? Ở đây là một cái mặt hình tròn đúng không? Thì ở đây mặt trước của nó nè, đây mặt sau nè. Các bạn thấy không? Mặt trước mặt sau. Là nó không có cái gì nha, bây giờ mình lắc cái nè.
nó có cái đồng xu các bạn thấy không, vật bắt xu mà đây giờ đó, đây là cái đồng xu của nó nè, đấy đó mặt trước của nó nè, nó không có gì nha các bạn, đó lắc cái nè ra đồng xu nữa nè, thấy không đó. Giờ mình lấy cái đồng xu này nè nha, mình thổi cái là biến mất nè. Đấy, lắc cái xuất hiện, nó cứ ra đồng xu hoài nha các bạn. Đây là trò vật bắt xu nha. Ngoài cái trò vật bắt xu này ra thì ở trong ở đây mình còn một số trò nữa, ví dụ như là trò hai lá bài tiên tri nè, rồi lá bài wow, rồi một cái mình để cái gì ta, nói chung là mấy cái trò linh tinh tinh hồi xưa mình mua về mình chơi thôi. Đấy, ok là rồi, chúng ta sẽ lên khu vực trên. Thì lên khu vực trên là mình vô lại chủ đề chuyên môn về Yu-Gi-Oh nè. Thì đây, sẽ có, các bạn sẽ thấy nhiều Yu-Gi-Oh lắm. Đây là con Yu-Gi-Oh không phải của Audi, nhưng mà đây là con Yu-Gi-Oh nhựa loại in-respawn đầu tiên mình sở hữu. 150.000 nha các bạn, cái thời mình học cấp 1. Con này, cái lúc mà phim nói chuyện Yu-Gi-Oh hot á, thì con này là con Yu-Gi-Oh mà kiểu không giật lên được á, respawn đầu tiên mình sở hữu luôn. Nên là con này nó gắn bó với mình từ bé rồi. Con này nó có cái hashtag đây mà nó bung bà nó rồi. Con này xưa nó có, mình nhớ nó có một màu này, một cam, màu xanh, màu trắng với một màu đen nữa. Mà cái màu xanh với màu trắng thì nó sẽ trong kiểu này nha các bạn. Cái nhựa nó trong nhưng màu đen là nó đen tươi luôn, chứ nó không có trong như vậy. Đấy, ở đây thì đây là con ZCE. Đấy, con này cũng khá là lâu rồi. Nói chung là được cái nó đẹp thôi chứ. Con này là con thứ hai nè, sau con này. Con tiếp theo thì đây là con Yu-Gi-Oh lên cao cấp hơn xíu. Thì đây là con Quest của Yu-Gi-Oh Factory. Con này là con nhựa mà mình khá là thích con này. Nhưng mà do bearing nó với lại cái axle của nó đây hiện tại đang có chút trục chặt á, nên là hiện tại mình chưa có sử dụng nó nhiều. Rồi, con tiếp theo, đây là con Speed Down Lead của C3, C3 Yu-Gi-Oh Design C3 đó. Đây là con Speed Down Lead bản 1. Speed Down Lead hiện tại nó có rất là nhiều bản rồi. Nó có bản 1 là bản này, là bản đầu tiên nè. Xong rồi lên bản 2.0, rồi lên bản bây giờ là bản Edit á. Thì con này, cái này là bản đầu tiên nè các bạn. Rồi, ở trên này thì sẽ có một con Duncan Freehand. Con này thì mình trúng thưởng ở giải VNEC 2018, bốc thăm trúng thưởng giveaway. Đây là con Nama nha các bạn, Freehand của Yo Duncan. Ok là. Rồi, ở đây cái hộp này nó xịn nè. Hộp này là hộp của xe hơi Audi thôi. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là mình ở đây sẽ có con Replay nè, con Image Breaker của C3 nè, còn len lỏi trong kia là con Demon của Yu-Gi-Oh Audi. Đấy, đấy, chỉ thế thôi. Ở đây thì sẽ có một con dòng Yu-Gi-Oh theo phim của Trung Quốc. Thì cái con này á, mình không biết gọi là cái gì ta, nhưng mà theo mọi người, có mấy bạn chơi qua thì kêu con này tên là con Speedmaster mấy bạn. Đây, khá là đẹp. Ok, xuống đây mới VIP nè. Các bạn thấy không, ở đây có một con Yu-Gi-Oh nè. Các bạn nhìn, các bạn cứ tưởng một con Yu-Gi-Oh 2A bình thường đúng không? Đúng, nó là con Yu-Gi-Oh, nhưng mà trong đây nó có kẹo nha mấy bạn. Trong đây nó có kẹo, và kẹo này ăn được. Ăn được là ăn được, còn chơi được luôn, con này chơi được luôn mấy bạn. Xịn không? Đấy, con này là Mania, Yu-Gi-Oh Mania.
Đấy. Thì cái con này, cái trò chơi này cho mấy bạn biết nè. Đây là trò đâm hải tặc. Kiểu đâm đến một cái lúc random á, thì cái con hải tặc này bay lên thì một là sẽ có người thua, hai là sẽ có người thắng, cái đó là tùy giao kèo của mọi người nha. Còn cái trò này là cái trò giải cứu giải cứu cái con ếch này nè, là các bạn sẽ đập những cái viên này. Cứ cái người nào, cái lượt tới cái turn, cái lượt của người nào đập á mà cái con ếch đó nó rớt xuống dưới hết những cái phần gạch này thì cái người đó sẽ bị thua. Đấy, nhưng mà cái này là bản mini. Nó có một cái bản bự nữa, nhưng mà bản bự mình giờ kiếm chưa ra. Hoặc là kiểu mình kiếm không có hay gì đó, không biết. Và đây là con Super Yo-Yo. Cho các bạn coi con này. Đây là con Super Yo-Yo nha. Funny Toy. Còn con này của hãng nào thì mình cũng không biết nữa. Nó là kiểu một cái hãng đồ chơi thôi. Đây này, OBS gì đấy, Super Yo-Yo Live. Đây nhá. Ok, thì chắc video đến đây thôi. Hết rồi. Còn mốt có thêm thì sẽ cho các bạn coi sau nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo về Yo-Yo. See ya.